Xin chào mọi người, chào mừng em quay lại với kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 202 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui hay và thú vị thì hãy đừng quên like và để lại comment cảm xúc của mọi người nhé. Và có vẻ như tập truyện này mà nếu mà phát sớm một chút thì hơi ít người view nhỉ. Hôm nay phát chưa đến 8:30, khá là ít view. Anh em có vẻ fan của bộ truyện này, mọi người thức muộn nhỉ, hay nghe muộn. Thôi mình nói thế thôi, còn bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Một ná bắn chết Hùng Mang vô song, thậm chí không có cho đối phương cơ hội gần người. Phương Quỳnh quả nhiên là như Phương Hành nói, nhất chiến thành danh. Mặc dù nàng dựa vào uy lực của Đà Thần Cung, nhưng mặc kệ như thế nào, vô luận là tỉnh táo khi đối mặt Hùng Man ma ý ngập trời, hay là thời điểm đối phương lấy tốc độ cực nhanh để nhiễu loạn tinh thần xuất thủ, đều cho thấy bản lĩnh phi phàm của nàng. Sau đó đá thủ cấp trở về bên vách đá, cùng với Phương Hành đối đáp, càng chấn kinh các tu sĩ ở hai bên bờ. Quá là mãnh liệt mà. Đó là một loại phong thái khó mà diễn tả, để các tu sĩ chấn kinh, đồng thời sinh ra hâm mộ và tôn sùng. Nhất là những tu sĩ thần châu bị Hung Man khiêu chiến ép không thở nổi, càng lớn tiếng khen hay, âm thanh như là tùy chiều. Cái gì mà ma man hung ác, trùng sát vô địch, một nữ tu thần châu ta xuất thủ cứ dễ dàng cắt thủ cấp của hắn. Ở trong tiếng gieo hò, cũng không ít tu sĩ thần châu ánh mắt nhìn về phía Phương Hành càng kính sợ hơn. Nếu ngay cả một nữ tu không có danh tiếng gì ở bên người của ma đầu kia cũng mạnh mẽ như vậy, vậy tiểu ma đầu này đến tột cùng là có bản lĩnh lớn bao nhiêu? Trong tiếng hoan hô, Vương Quỳnh chân đạp song luân, thong dong trở về trận doanh, bộ dáng bờ mày bờ mặt. Mà ở bờ bên kia thì có vô số người mắng mỏ, thậm chí có người khống chế pháp khí bay lên muốn đuổi theo giết tới. Nhưng bên thần châu, Hồng Anh tướng quân lập tức hạ lệnh, đại trận bố trí ở bên bờ Thái Âm Hà khởi động, đạo đạo nước sông màu đen bị quấy lên. Những tu sĩ ma châu xông tới bị bức trở về. Thái Âm Hà tính chất quỷ dị, tràn đầy lực lượng nguyên rùa, hơn nữa đây là hạch tâm của ma uyên, năng lượng ngự không bị suy yếu trên phạm vi lớn, trừ khi có pháp khí kỳ dị, nếu không căn bản là không cách nào có thể tùy tiện qua sông. Đây cũng là nguyên nhân song phương không thể tùy tiện tổ chức đại quy mô công kích qua sông. Lại thêm có một đại trận phòng thủ ở bên cưỡng ép qua sông sẽ ở thế yếu. Cũng chính vì Thái Âm Hà tồn tại nên mới khiến cho thần châu ở thế yếu, miễn cưỡng trèo chống tới bây giờ. Đa tạ Vương Quỳnh tiên tử chấm dứt ma màn, trọng trấn quan tâm. Trên sổ ghi chép công trạng của trấn Uyên Bộ có phần của ngươi. Hồng Anh tướng quân thấy tu sĩ Man Châu bị đại trận bức rồi thì cũng yên lòng, xa xa nghênh đón Vương Quỳnh trở về, vái chào đa tạ. Tướng quân khách khí, Đại Tuyết Sơn ta cũng lập đạo ở thần châu, đã là tông phái của thần châu, chia sẻ khí vận ra một phần lực lượng cũng là việc nên làm. Vương Quỳnh thi lễ trả lời, chỉ ra vị trí của Đại Tuyết Sơn. Nàng tự nhiên minh bạch Phương Hành trợ giúp nàng lập đại công này càng nhiều là vì Đại Tuyết Sơn. Chỉ cần vào lúc này Đại Tuyết Sơn tham dự vào phòng tuyến thu hộ địa vực, thậm chí lập xuống đại công, như vậy tương lai tu sĩ thần châu lấy được tiên cơ, tự nhiên phải chia cho Đại Tuyết Sơn một phần bộ phận. Nói đơn giản, Phương Hành đã bởi vì đệ tử Đại Tuyết Sơn, vì giúp huynh đệ của Kim Ô bị trói buộc vào cổ tháp thần bí, đã mất đi tiên cơ tranh đoạt cơ duyên huyền quan. Hắn giúp đám đệ tử Đại Tuyết Sơn kia đoạt lại phần tiên cơ này, để các huynh đệ của hắn nằm cũng có thể chiêm ngưỡng một phần cơ duyên mà không ai dám mở miệng phản bác. Công lao phòng thủ của Đại Tuyết Sơn, Hồng Anh không dám quên. Mời Vương Quỳnh tiên tử vào trong, ta thiết yến đãi chư vị. Hồng Anh tướng quân chân thành mở miệng, mời Vương Quỳnh đi vào. Bây giờ tảng đá lớn đặt ở trong lòng 3 ngày rốt cục rơi xuống, tiệc rượu đã tránh không khỏi. Một là Vương Quỳnh lập xuống đại công nên có vinh hạnh đặc biệt, thứ hai là vì lôi kéo đám người Phương Hành để bọn hắn tiếp tục hiệu lực. Dù sao bây giờ chỉ là chém một tên Hung Man, nguy cơ chân chính còn chưa giải trừ. Trấn Uyên Bộ bọn họ phải trông coi mảnh địa vực này, thẳng đến đại bộ phận tu sĩ thần châu chạy tới mới tính đã cởi xuống gánh nặng. Một lúc lâu sau, trong hành cung có trà tiên, rượu ngon, món ngon nối đuôi nhau dâng lên. Các phương thế lực đều có người đại diện đến, lẫn nhau chào hỏi, cũng coi là hạch tâm ở trong ma uyên bây giờ. Tất cả các thế lực lớn chạy tới, một là vì chúc mừng đám Phương Hành đến, hai là mượn cơ hội này thương nghị việc lớn. Sau khi vào hành cung, các tu sĩ ngồi xuống, tự nhiên có người theo bản năng tìm kiếm Đại Tuyết Sơn Vương Quỳnh vừa mới chấm ma man và Phương Hành tiếng xấu lan xa. Nhưng nhìn nửa ngày lại không thấy mặt mũi đâu.
Sư huynh nói các ngươi uống rượu trước, hắn đang nhìn núi và địa đồ, lát sẽ tới. Chờ nửa ngày có một tiểu hòa thượng áo trắng cười hì hì tới nói, sau đó mình quay đầu rời đi. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Các tu sĩ đến dự tiệc đều là nhóm đầu tiên chạy đến hạch tâm Ma Uyên, hơn nữa có thể vào yến này đều là đạo tử của các thế gia, tán tu là không có tư cách ngồi. Bọn hắn gia thế bất phàm, tâm cao khí ngạo, lúc này thấy mọi người đều tới lại không thấy bóng dáng của Phương Hành, còn tưởng tiểu ma đầu chơi giá đỡ vắng vẻ bọn họ. Vậy thì chờ Phương đạo hữu tới sẽ lại mở yến đi. Hồng Anh tướng quân từ tốn nói, trước sai người dâng tiên trà cho các tu sĩ. Không sai, về sau phòng thủ Thái Âm Hà còn cận giờ bảo Phương đạo hữu xuất lực, chờ hắn một chút cũng không có gì. Có tu sĩ tính tình thoải mái mở miệng, bất quá là cầm cái pháp bảo sắc bén ngẫu nhiên thắng một trận mà thôi, cần phải bày ra kiêu ngạo như thế sao? Nếu thời điểm công tới bờ bên kia, tu sĩ như mưa, cao thủ như mây, cái ná cao su kia có thể bắn dụng mấy người. Trong sân có một người lạnh giọng mở miệng, thanh âm phẫn hận, không ngờ là thanh niên nham hiểm trước đó bị thần tú đập ngất. Lúc này trên ót còn có khối u thật lớn. Người này là con cháu trí thứ của thần châu trung vực Mạnh Gia, đại biểu Mạnh Gia vào Ma Uyên trước. Căn cứ thân phận siêu nhiên của hắn, các tu sĩ đối với hắn đều cung cung kính kính. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới gặp tiểu ma đầu kia, ở trên đầu đã bị đánh một cái, cảm giác rất mất mặt, tâm tư phẫn hận. Nhưng bên Phương Hành vừa mới lập đại công, không tiện phát tác mà thôi. Mà bây giờ hắn thấy các tu sĩ đều tới, đám người ma đầu kia lại mặt cũng không lộ, kiềm chế không được mở miệng ai oán. Không sai, trước đây Mạnh Kỳ đạo hữu chỉ là trượng nghĩa nói thẳng vài câu, liền bị xú hòa thượng kia ám toán, hắn vì đại nghĩa mới nhìn xuống. Nhưng chúng ta không thể ngồi nhìn, ma đầu kia cũng bất quá là một công một tội, có tư cách gì mà bày giá đỡ như thế. Bên cạnh có người giao hảo với Mạnh Gia tức giận mở miệng, mà lúc này Phương đạo hữu kia không đến, chỉ nói là đọc thế núi và địa đồ trong Ma Uyên, chắc hẳn là cũng vì giữ vững đại vực. Chúng ta đợi hắn cũng không có gì, không cần nói chuyện giá đỡ cái gì cả. Nếu chư chư vị không kiên nhẫn, vậy sai người đi mời hắn là được. Dù sao đả thần cung kia rất sắc bén, còn nhiều chỗ cần nhờ. Có người trầm ổn nhẹ nhàng mở miệng, ngược lại không ít người phụ họa. Cái gì mà mời hắn? Chẳng lẽ mời hắn dự tiệc còn cần ba phen bốn bận sao? Mạnh Kỳ vỗ bàn nói, hắn coi mình là chư vị thần tử trong trung vực ta sao? Nói cái gì đọc thế núi địa đồ của Ma Uyên, tăng thêm lý giải. Ta nhìn hắn thuần túy là lên mặt không tới. Muốn giữ vững mảnh địa vực này, cần chính là chúng ta đồng tâm hiệp lực, đẫm máu chém giết. Ta cũng không tin một mình ma đầu kia có thể giải quyết nguy hiểm của Thái Âm Hà. Mạnh đạo hữu nói cũng có đạo lý. Tiểu ma đầu kia quả thực có chút không bình thường, nhưng hắn từ trước tới nay nói năng vô lễ, dung túng thủ hạ ám toán Mạnh đạo hữu, có thể nói xem kỷ luật như không. Mà chúng ta ở đây phòng thủ Thái Âm Hà vốn không phải là tư nhân trinh phạt, cần đồng tâm hiệp lực, pháp lệnh đi đầu. Ta nhìn ở trước lúc chính thức tiếp nhận hắn, tốt nhất đánh một vẹt. Ta đồng ý. Đại Tuyết Sơn vốn không phải là đạo thống của thần châu ta, vì tránh sự tình Thương Lan Hải xuất hiện, không thể không đề phòng. Các tu sĩ vốn đều có thân phận không bình thường, tâm cao khí ngạo, lại thêm đợi Phương Hành lâu, cảm giác bị vắng vẻ, tâm tình bất mãn càng lúc càng dày đặc. Còn nữa, các thế lực tụ tập ở đây vốn đã có ý tranh công trạng, dù sao với một phần công trạng đều liên lụy tới tương lai thế lực của mình được chưa lợi ích, cho nên đối với tiểu ma đầu cường thế cũng hơi có chút kiêng kỵ. Kể từ đó, bầu không khí trong sân càng vi diệu, vậy là có không ít người sinh ra oán giận. Các vị đạo hữu, xin cứ bình tĩnh, ta đã sai người mời hắn, an tâm chớ vội, phải dùng đại cục làm trọng. Hồng Anh tướng quân có chút đau đầu, không thể không mở miệng khuyên bảo. Hồng Anh tướng quân lời ấy sai rồi, ngươi chỉ khuyên chúng ta dùng đại cục làm trọng, vì sao không khuyên tiểu ma đầu cái thủ liễm? Có tu sĩ trong lúc vô hình cùng Mạnh Kỳ kết thành liên minh, mạnh miệng cười nói, hắn vừa đến liền đập đại công, nhưng chẳng lẽ chúng ta ở đây không có xuất lực sao? Chỉ bằng nhóm mấy người bọn họ có thể thủ được mảnh địa vực này sao? Không sai, Hồng tướng quân, nếu người thực nghĩ như vậy, vậy không bằng chúng ta khoanh tay đứng nhìn, do ma đầu kia một người phòng vệ đi. Mạnh Kỳ cười lạnh, một bộ hùng hổ dọa người. Một câu kia lại được không ít tu sĩ hồ ứng, nhất thời trong hành cung tiếng người như sôi. Dù có vài người trầm ổn nhận biết đại cục, vào lúc này cũng trầm mặc không nói, tĩnh quan thế cục. Mặc dù bọn họ không đồng ý những thuyết pháp này, nhưng cũng lời vô duyên vô cớ thay Phương Hành cãi lại, dẫn tới cừu hận gia thân. Ở dưới loại cục diện này, nhức đầu nhất chính là Hồng Anh tướng quân.
những người kia căn bản không phải là người của Trấn Uyên Bộ, giống như là ma đầu kia chỉ là đồng minh tạm thời, ngay cả hắn cũng không thể giáo huấn. Bành một tiếng. Lúc này bên ngoài hành cung, ánh trăng như nước, trong đêm yên tĩnh, tiếng trống đột ngột vang lên. Là trống quân của Trấn Uyên Bộ. Mỗi một khắc sẽ gõ một trận, cảnh báo quân sĩ Trấn Uyên Bộ cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng nhắc nhở tu sĩ chủ trì đại trận tỉnh táo. Mà nghe được tiếng trống, sắc mặt các tu sĩ trong hành cung càng có nhiều người không vui, nộ khí lại đạt tới đỉnh điểm. Từ khi chúng ta tới đã gõ qua 2 tiếng, nhưng mà tiểu ma đầu vẫn chưa có lộ diện, cái giá đỡ này thật là lớn. Kẻ này vô lễ, phải đánh. 3 tiếng trống qua đi, nếu kẻ này vẫn chưa tới, vậy thì không cần chờ hắn. Càng có người trực tiếp đứng dậy, nhìn Hồng Anh tướng quân nói: dù đến cũng cần nhận lỗi, nếu không ai có thể dung hắn chứ. Tốt tốt, chư vị an tâm chớ vội, ta đi xem một chút. Hồng Anh tướng quân cười khổ đứng lên, chuẩn bị tự mình đi mời Phương Hành. Nhưng lúc này đột nhiên ngoài cửa lảo đảo xông vào một tu sĩ, mặt mũi hoảng sợ, khoát tay kêu to: Hồng Anh tướng quân, không xong rồi, tiểu ma đầu kia hắn đang chuẩn bị đánh qua Thái Âm Hà. Đánh qua Thái Âm Hà? Tên tu sĩ kia kinh hoàng báo cáo, cũng khiến cho các tu sĩ trong sân giật mình, nhất thời không kịp phản ứng. Bất quá sau đó một tiếng vang kinh thiên động địa lại làm cho bọn hắn kinh hãi. Sau đó ý thức được vấn đề gì, kinh hoàng chạy ra ngoài hành cung. Đến bên ngoài hành cung xem xét, từng cái bị hù mặt như màu đất. Trên ngọn núi thình lình có một con cóc phù phục ở trên đất. Tiểu ma đầu Phương Hành, Vương Quỳnh, tiểu hòa thượng áo trắng, thậm chí còn con lừa đều ở trên đường. Thế bọn họ từ trong hành cung đi ra, tiểu ma đầu kia cao hứng bừng bừng nhìn bọn họ, khoát tay nói: các vị đạo hữu, các người chờ ta một lát, tiểu ra đi qua bên kia đoạn chút địa bàn, lại về cùng các người uống rượu. Thời điểm hắn nói chuyện, hắn đã vung đại đao trong tay đập vào trên đường cóc. Con hồng hoang di trùng kia cục cục oa oa kêu một tiếng, hai chân sau đạp vào mặt đất một cái, như là đằng vân giá vũ, nhảy về bên bờ bên kia của Thái Âm Hà. Thái Âm Hà rộng ngàn trượng, mà con cóc bị Phương Hành bắt làm tọa kỵ kia nhảy một cái lại chừng mấy ngàn trượng, trực tiếp nhảy qua Thái Âm Hà, thân hình như là một ngọn núi rơi xuống. Các tu sĩ thần châu ngây người, tiểu ma đầu đã đang làm cái gì vậy, muốn chết sao? Bờ sông bên kia đều là lãnh địa của ma châu, không chỉ ẩn giấu số lượng tu sĩ ma châu không rõ, càng có đại trận do bọn họ bày ra, đi vào sẽ bị đại trận rào sắt. Mấy người kia vậy mà dám trực tiếp nhảy qua. Oanh một tiếng, con cóc kia nhảy quá nhanh, các tu sĩ thần châu còn chưa kịp phản ứng, lúc đám người Phương Hành đã rơi vào trên một ngọn núi ở bờ bên kia, tựa như là một tảng đá rơi vào mặt nước. Bình tĩnh, chỉ nháy mắt, từ địa phương bọn họ rơi xuống bắt đầu vô số linh quang dập dần. Nửa ngày sau, tất cả linh quang hóa thành thần quang sắc bén như đao, phô thiên cái địa chạm tiếp bọn hắn. Và hồng hoang di trùng kia là đại trận trên đỉnh núi bị xúc động, xuất hiện lực lượng phản phệ. Phong thiện đỉnh, phong ấn. Cũng vào thời khắc này, Phương Hành vừa rơi xuống đất, phong thiện đỉnh bay lên, thần quang kích xạ, ầm một tiếng, phong thiện đỉnh không ngừng biến lớn, cuối cùng lại có phương viên trăm trượng, phảng phất như là một ngọn núi nhỏ trôi nổi ở trên đỉnh đầu của bọn hắn. Trên mặt đỉnh bắn ra đạo khí vô tận, còn cóc cũng được bao phủ. Oanh một tiếng, thần quang bắn thẳng tới, nhưng đều bị chấn bay, còn cóc cũng không có việc gì. Chỉ ngăn một chút như vậy, Phương Hành đã từ trong đỉnh vọt ra, phía sau kiếm ma đại dực lạp lạp triển khai, thân hình du tàu ở trên không trung, giống như là quỷ mị vọt về phía các tu sĩ ma châu. Cánh quấn một cái, chỉ ít có hơn 10 tu sĩ áo đen bị quét bay như là hồ và bầy dê. Quần đồ lớn mật, dám xông vào lãnh địa ấm u lắm ta. Phía sau ngọn núi này bay ra một hắc ảnh, ma khí ngập trời, rõ ràng là một nam tử áo choàng đen, dưới chân đạp lên một con rơi, mà trong tay hắn thì nắm một cây trường mâu bạch cốt. Ánh mắt quét qua, thấy được con cóc và Phương Hành đang trùng sát, đáy mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Đó là ám u lâm của Tây Bộ Ma Châu, tu hắc ám thiên ma thuật, chính là đại tông nổi danh Ma Châu. Bên thần châu có người nhận ra nam tử kia, hoảng sợ kêu to: ma đầu này đúng là điên, trực tiếp xông qua bờ bên kia, mặc dù không có lập tức bị đại trận rào sát, nhưng lại trực tiếp vọt vào lãnh địa của đạo thống, dẫn tới cường địch vây quanh, hắn còn có cơ hội trốn về sao? Phái người tiếp ứng hắn đi. Có người hoảng sợ kêu to, theo bản năng nói: tiếp ứng cái rắm ấy, tiểu ma đầu kia tự mình tìm chết, trách được ai đây, mau mau mở ra đại trận, phòng ngừa ma châu thừa cơ đánh tới.
càng nhiều người phản đối, yêu cầu lập tức mở ra đại trận phòng ngừa người Ma Châu phản công, mà đề nghị làm Hồng Anh tướng quân cho mày. Khó có thể quyết đoán. Lúc này mở ra đại trận giống như là chặt đứt đường lui của Phương Hành vậy. Coi như tiểu ma đầu kia võ đoán tự tiện xông trận, nhưng nếu bên mình lập tức chặt đứt đường lui của hắn thì cũng không nên chứ. Đang do dự, cục diện bên bờ bên kia biến hóa càng làm cho bọn họ kinh hãi. Núi này thuộc về ta. Phương Hành thấy nam tử tay cầm trường mâu lạnh lạnh hét lớn, kiếm ma đại dực vỗ mạnh trực tiếp lao về phía người này. Long văn hùng đào quán thâu pháp lực, ô quang đại tắc, đào quang sắc bén, vậy mà ẩn ẩn có chín đại long bay múa ở trên không trung, cả ngọn núi đều bị bao phủ ở bên trong. Xuy một tiếng, đây là bản lĩnh thực sự, hoàn toàn không có một chút ngoại lực. Nam tử tay cầm trường mâu kia kinh hãi, đầu nghĩ đến gia hỏa đột nhiên công kích này lại có thủ đoạn lăng lệ như thế. Hắn vốn lao thẳng về phía Phương Hành, lại lập tức rơi vào phạm vi đại đạo của Phương Hành bao phủ, ngay cả trốn tránh cũng không kịp. Xuy một tiếng, chín con rồng đại biểu chín đạo khí thình lình quét qua tới nam tử và con rơi dưới chân hắn, nhất thời không trung máu bay như là mưa, cả hai bị chấm thành thịt nát, ngay cả thần hồn cũng bị long văn hung đao thôn vệ. Chỉ nháy mắt, một chân truyền của đại tông Ma Châu đã bị Phương Hành chém chết. Oanh một tiếng, Phương Hành không ngừng chút nào, thân hình bay tới bay lui, kiếm ma đại dược càn quét, trong chớp mắt đã giết sạch tất cả tu sĩ bên ngọn núi này. Tốt, núi này quy chúng ta, mau mau bố trí đại trận. Phương Hành dùng không đến 10 hơi đã thành lý tất cả đối thủ ở trên ngọn núi này, bắt đầu phân phó người phòng ngự. Thần Tú và Sở Từ thì lập tức phi độn lên, cầm trận kỳ, dùng đại pháp lực nhìn xung quanh núi. Bọn họ bày rõ là một loại đại trận đơn giản nhất, không theo hướng đi của địa mạch, chỉ bằng tốc độ nhanh nhất bố trí trận kỳ. Loại đại trận này nhanh là nhanh, nhưng khuyết điểm ở chỗ không có trận nguyên, thường thường dùng pháp lực của người tu hành đến thôi động, cho nên chỉ có thể bố trí xuống tiểu trận, không cách nào bố trí đại trận, nguyên nhân ở chỗ không khởi động nổi. Nhưng lúc này đám người Thần Tú rõ ràng lấy Phong Thiệt Đỉnh làm trận nguyên, dẫn dắt vĩ lực trên đỉnh rót vào trận pháp. Các trận kỳ bay về bốn phương, tràn ra đạo uẩn khó nói nên lời, sau đó biến mất không thấy. Một đại trận được tạo thành, đỉnh núi này đã ở trong khống chế của Phương Hành. Hắn lại ở bờ bên kia cầm xuống một ngọn núi. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt. Tu sĩ ở bờ bên này thậm chí là chưa kịp phản ứng, Phương Hành đã đoạt một đỉnh núi vào trong núi, vào trong túi. Các tu sĩ Thần Châu đều không có gì để nói, còn cho rằng mình đã bị hoa mắt, không thể tin được. Ma đầu kia quả thực lợi hại, sợ là đã có thực lực chạm ngũ cảnh. Đệ tử Ám U Lâm kia hình như cũng không phải là thần tử, nhiều nhất chỉ có thực lực chạm nhị cảnh, lại thêm xuất kỳ bất ý, bị tiểu ma đầu chém chết thì cũng không ngoài ý muốn. Nhưng đại đỉnh kia lại thực lợi hại, hẳn là đại đỉnh ở Bắc vực Phong Thiện Sơn. Ở trong truyền thuyết đỉnh này đã bị tiểu ma đầu đoạt, là thực sự. Có người kiến thức rộng rãi mở miệng phân tích đạo lý rõ ràng. Coi như hắn xuất kỳ bất ý lấy được một ngọn núi thì thế nào, hãm sâu ở trong tu sĩ Ma Châu, sợ sẽ bị vây công, chết không có chỗ chôn sao? Hey, đáng tiếc một viên mạnh tướng, vì sao phải tự tìm đường chết chứ? Cuồng đồ phương nào tới, dám xông vào lãnh địa của chúng ta, nhận lấy cái chết. Quả nhiên Phương Hành vừa mới thu phục được ngọn núi kia không đến hai hơi, các sơn phong ở xung quanh thu được động tĩnh, thình lình đều có khí tức đáng sợ phóng thích. Bốn phương tám hướng có không biết bao nhiêu người khống chế pháp bảo lao về phía ngọn núi này, giống như là thủy triều không thể không đỡ. Đều là nhân mã của Ma Châu, lúc đầu dựa theo đạo thống thế lực gia tộc chia cắt vô số dãy núi, phái môn nhân trấn thủ. Mặc dù bọn họ ở Ma Châu đều thuộc về tông môn khác biệt, nhưng bây giờ đối địch Thần Châu, dù như nước với lửa thì cũng phải đồng khí chi liên, lấy tình thế không ổn đều vội vàng đến tương trợ. Tu sĩ Thần Châu thấy cảnh này đã không đành lòng nhìn. Hãm sâu trận địa địch là tối kỵ của binh gia, vô luận là hồng trần hay là tu hành giới, đạo lý này cũng không thể bàn cãi. Cũng không biết tiểu ma đầu kia nghĩ như thế nào, lại chui đầu vào trong vòng vây của người ta, chẳng lẽ là muốn chết sao? Vậy mà trực tiếp vọt tới lấy một địch bạn, tiểu ma đầu thực nghĩ mình có ba đầu sáu tay sao? Mạnh Kỳ đã không nhịn được lạnh giọng quát tháo, hắn ngay cả cười trên nỗi đau của người khác cũng không để ý tới, bởi vì tràng diện quá đáng sợ. Nhưng hắn còn chưa hết, chỉ thấy Phương Hành lắc mình biến hóa, ở trên người ma khí mãnh liệt, hóa thành bộ dáng ba đầu sáu tay, đối mặt tu sĩ Ma Châu từ bốn phương tám hướng lao tới, lại không sợ chút nào, vung đao vọt tới. Mạnh Kỳ nói, dù có ba đầu sáu tay cũng không chặn được nhiều người như vậy vây công, nghĩ mình là một đội quân sao?
Cũng may trong sân không ai chú ý hắn nói cái gì. Rất nhanh hắn lại bồi thêm một câu, được không ít người đồng ý. Nhưng thanh âm còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Vương Hành cứng rắn xông tới vất tay, từ trên cổ lột xuống một chuỗi tràng hạt, xa xa ném ra ngoài. Tràng hạt rơi như mưa, toàn bộ hóa thành một yêu thú cường đại, khí cơ cường hoành, hung mãnh ngang ngược. Từng con tụ ở bên cạnh hắn, theo bước chân của hắn xung phong, nhìn giống như là một đội quân. Còn mẹ nó, ngươi là muốn sống mái với ta đúng không? Mạnh Kỳ giận dữ mắng lên. Loạn. Bờ bên kia Thái Âm Hà nhất thời loạn tùng phèo. Phương Hành dùng khí thế sát đánh không kịp bưng tay, xung phong qua sông, chiếm được một ngọn núi, nhưng cũng dẫn phát các tu sĩ Ma Châu phản công, hãm sâu trùng vây. Bất quá hắn lại kéo ra một tràng hạt, loại hạt hóa thành bộ dáng của đại yêu khi còn sống. Theo hắn công kích, bạch cốt xá lợi vốn là lạc ấn của vạn linh đan mà hắn tiêu hóa còn sót lại. Theo hắn không ngừng luyện hóa vạn linh đan, và càng ngày càng nhiều. Lần trước sử dụng còn không tới 100 con, bây giờ cũng chỉ thấy xung quanh không ngừng xuất hiện đại yêu, cuối cùng lại là mấy trăm con. Đây đã là một cỗ lực lượng cường đại đến cực điểm. Lại thêm Phương Hành tay cầm Long Văn Hung Đao xông về phía trước, giống như đại tướng ở trên sa trường, uy thế đáng sợ đến nhật nguyệt vô quang. Có dũng khí xâm phạm lãnh địa của tịnh thổ ta, coi tịnh thổ ta không có người sao? Ầm một tiếng, ở trước Phương Hành có hai tu sĩ Ma Châu, một nam một nữ vọt tới, dẫn đầu mười mấy tu sĩ kim đan, ở trên người khí cơ hùng hồn, thực lực cực kỳ hung mãnh. Thình lình cũng là nhân mã Ma Châu đóng giữ một núi, lúc này dẫn người đến đánh. Săn bằng núi này, thu làm địa bàn của ta. Đối mặt hai người này, hung uy của Phương Hành càng tăng, đại đạo chỉ tới, gào thét thét lớn. Các đại yêu ở phía sau hắn lập tức xông tới, mấy trăm con đại yêu cơ hồ ở trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đệ tử tông kia. Những đệ tử kim đan bình thường kia ở trong vòng vây yêu thú cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, tối đa chỉ có thể lưng tựa lưng, đau khổ trèo trống, khó mà chống cự hung uy. Duy chỉ có một nam một nữ cầm đầu thì rất đỏ cả mắt, thân hình đứt như bay, đạp trên bầy yêu vọt tới Phương Hành. Quần đồ, nhận lấy cái chết đi. Chạy vội tới gần, hai người đồng thời tế ra bảo quang quét tới Phương Hành. Tốt, ta đến đây. Trên mặt Phương Hành không chút sợ hãi, Long Văn Hung Đao chém ra, chém trên người tu sĩ. Nữ tu kia kinh hãi, vội vàng lấy một cổ kính phòng ngự, đồng thời hô to nam tu kia tới cứu. Nam tu không nghĩ tới Phương Hành hung hãn như vậy, làm sư muội mình khó mà giữ được tính mạng, gào thét một tiếng, vung vẩy đại chùy đập tới Phương Hành, muốn dùng kế vây ngụy cứu triệu. Sư một tiếng, Phương Hành thấy nam tử này xuất thủ, lại không để ý chút nào, một đao chém thẳng, phá hủy gương đồng của nữ tử kia, sau đó chạm nàng thành hai đoạn. Mà đại chùy của nam tử còn chưa đánh tới, bỗng nhiên nghe được tiếng gió, kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trước mắt bay tới một hòn đá lớn chừng quả đấm. Ầm một tiếng, tảng đá kia bắn vào cái trán của hắn, lôi quang đáng sợ trong chớp mắt nổ tung, nam tử bị thịt nổ nát xương tàn. Nơi xa, Vương Quỳnh đứng trên lưng cốc, tay cầm đả thần cung, thần sắc ngưng trọng, nghiêm nghị thét lên. Sư đệ cứ việc đi về trước, phía sau có ta. Ha ha, bắn tốt lắm. Phương Hành vui vẻ tay cầm cung đao hét lớn. Đỉnh núi thứ hai thuộc về ta. Cuồng đồ lớn mật, ta đến chiến ngươi. Ma Châu không thiếu hãn tướng giống như là Ma Man, Phương Hành bày ra hung uy cũng không giết phá đảm lượng của bọn hắn. Vừa chấm hai tu sĩ đã nhìn thấy nơi xa xa lại có người chạy tới, rõ ràng là vài bộ nhân mã liên hợp, gần trăm người, cầm đầu là bốn người khí cơ sung thiên. Nhìn một cái liền biết ngay là không phải kim đan bình thường, chỉ ít thì cũng phải là chân truyền của một tông. Phá trận thức. Phương Hành gầm nhẹ, tâm pháp vận chuyển, phía sau hắn thình lình luyện hóa ra một sa trường huyết tinh, một chi quân đội thiết huyết giống to, tiếng hô giết rung trời, là thức thứ nhất trong phá trận kinh, triệu hoán sát ý của viễn cổ chiến trường tập trung vào bản thân. Ở dưới sát khí gia trì, con mắt của Phương Hành đỏ như là máu, khí thế hùng mãnh tức cực điểm, thậm chí đại yêu phân thân ở bên người cũng có cảm ứng sát cơ tăng mạnh. Giết! Ầm một tiếng, kiếm ma đại dực đánh ra, thân hình như là sao chổi vọt tới. Mấy trăm đại yêu ở phía sau cũng ra thức đuổi theo, quần quận không dứt, trùng kích hư không. Ở trong Ma Uyên, năng lực ngự không bị suy yếu tới cực hạn, ngay cả đám người Phương Hành cũng chỉ có thể bay lướt lên cao mấy chục trượng mà thôi. Những đại yêu phân thân và tu sĩ bình thường của Ma Châu càng chỉ có thể kề sát đất lao đi, nhiều nhất là nhảy vọt lên tới cao mấy trượng. Hai phe nhân mã đen nghịt, ngạnh xanh đụng vào nhau, chém giết, tàn chi đoạn cốt, liên miên thành đống. Mà ở giữa không trung, Phương Hành thì một người xông về phía bốn cao thủ kia, khí thế như núi, ngạnh xanh đụng tới. Phốc một tiếng, đối phương bốn người, Phương Hành chỉ có một người,
nhưng ở dưới va chạm bốn người đối phương liên hợp thành khí thế lại bị vạn va nát. Bốn người bọn họ cũng bị va chạm chấn bốn phương tung bay, không cần giữ được thân hình. Phương Hành chỉ cất tiếng cười to, dưới chân vài bước đuổi theo một đại hán gần nhất, Long Văn Hùng Đào chém xuống. Đại hán kia phản ứng cũng cực nhanh, đưa ngang thiết thương ra trước người đón đỡ. Sau đó Hùng Đào chém xuống, răng rắc một tiếng, thiết thương tính cả thân thể của đại hán bị cắt làm hai, ngay cả thần hồn cũng bị chém biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó, kiếm ma đại dực đập mạnh hóa thành đại đao ô quang màu đen xoắn về phía người thứ hai. Người kia là nữ tử trung niên, thấy tình thế không ổn, vội vàng cắn chót lưỡi phun ra một ngụm bản mệnh chân huyết, thân hình hóa thành hơn 10 cái bóng chia ra bốn phương tám hướng đất đi. Chỉ tiếc ở dưới kiếm ma đại dực phô thiên cái địa, tất cả cái bóng đều bị quấn lại. Mà lúc đó hai người khác muốn xông lên cứu viện, không ngờ tiếng xé gió vang rền, hai viên phù thạch bay tới. Hai người này, một người bị phù thạch bắn trúng, thân hình hóa thành hỏa cầu kêu thảm rơi xuống, một người thì bị đánh trọng thương, lại bị Phương Hành đập xuống đất hóa thành tro bụi. Bốn núi liên thủ, ngân điêu kiếm trận. Trên đỉnh đầu lại có người hét lớn, rõ ràng là tám tu sĩ vừa chạy tới. Thấy tình thế không ổn, liền trực tiếp thi triển đại trận, liên tục đánh ra kiếm võng ngân sắc. Loại đại trận này là sát trận, không phải bàn nhược kinh có thể phá được, có chút tương tự với Trảm Ngũ sát trận, thuộc về đại trận chỉ có thể ngạnh kháng, một khi bị bao phủ tình thế sẽ nguy hiểm. Phương Hành đối mặt với trận này lại có tiếng cười to, ở dưới thân bộ pháp như là tiên, đạp cước chín bước nghịch thiên mà lên. Tiêu Dao Kinh. Mấy bước này đạp ra, thân hình hắn phiêu diêu, thân pháp huyền ảo, thình lình đi tới đỉnh đầu của đám người kia, vung đao chém xuống. Oanh một tiếng, bên thần châu các tu sĩ đã váng đầu hoa mắt, bị trận chiến ở bên bờ kia kích thích tê cả da đầu. Chỉ thấy Phương Hành dẫn mấy trăm đại yêu tả xung hữu đột, giết hết một ngọn núi này sẽ lập tức vọt tới ngọn núi khác, chỗ đi qua không ai có thể ngăn cản. Uy thế ngập trời, chiến ý giống như là sát thần, hai cánh che khuất bầu trời, phối hợp thân pháp phiêu diêu như tiên, ở trong nháy mắt đánh tu sĩ ma châu loạn thất bát tào, khắp nơi là chiến hỏa như là tu la chiến trường. Một núi, hai núi, ba núi, từng đỉnh núi rơi vào trong tay của Phương Hành. Trên núi nguyên trú lực lượng ma châu bị hắn giết sạch sẽ, hơn nữa tiểu hòa thượng áo trắng, nữ hài áo xanh, thậm chí là con lừa kia thì đi theo phía sau, nhanh tay bố trí đại trận phòng ngự đỉnh núi. Lúc đầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất bày trận, nhưng về sau đã không theo kịp tốc độ của Phương Hành. Thời điểm bọn họ bố trí đại trận thứ 5, Phương Hành đã cướp tới đỉnh núi thứ 8, vẫn còn tiếp tục công kích. Sao tiểu ma đầu kia lại hung ác như vậy chứ? Xung phong vô địch thì thôi, thậm chí những đại trận bờ bên kia cũng không làm gì được hắn. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô, không thể tin được. Ta thấy mỗi khi hắn xông vào đại trận của đối phương, trên người đều có Phật quang thoáng hiện, chẳng lẽ có pháp bảo phá trận gì? Có người trầm ngâm mở miệng, nhãn lực rất không bình thường. Lúc này hắn hóa thành thân người ma tướng, thần thông kia chính là bí mật thất truyền của ma châu cổ tộc. Ngay cả trung vực cũng có ý đồ học được thần thông này. Phù Diêu Cung đã từng dùng ba quyền đạo thư đổi lấy thần thông này, nhưng đều bị cự tuyệt. Kẻ này là từ chỗ nào học được? Có người kinh ngạc khi thấy Phương Hành thi triển thần thông ba đầu sáu tay. Còn có những đại yêu bên cạnh hắn, là phân thân hay là triệu hoán tế, mỗi một cái thực lực đều là kim đan trở lên. Có người ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy mấy trăm đại yêu ở bên người Phương Hành, chỉ cái này đã để Phương Hành và kim đan bình thường có khe rãnh khó mà vượt qua. Mà đám đại yêu kia đều do lạc ấn của thượng cổ đại yêu luyện hóa tới, mà những thượng cổ đại yêu kia đã từng có thực lực đạt đến nguyên anh trở lên, bây giờ hóa thành phân thân, thực lực tốt xấu lẫn lộn, nhưng tuyệt đối là rất kinh khủng. Còn có thanh đại đao kia tiếp xúc pháp bảo binh khí không một không gãy, đây là dạng hung binh gì? Có chiến tù chú trọng binh khí thì tán thưởng Long Văn Hung Đao không thôi. Trên người tiểu ma đầu kia đến tuột cùng có bao nhiêu bảo bối? Có người kinh ngạc, lại có không ít che giấu được vẻ hâm mộ. Không đúng, vấn đề lớn nhất là hắn đã xung phong lâu như vậy rồi, nhưng vì sao ma châu ngay cả một cao thủ ra dáng thì cũng chưa từng xuất hiện? Nhìn thực lực những đối thủ kia, nhiều nhất là chân truyền, thậm chí ngay cả một cường giả tu ra thân người ma tướng cũng không có. Bên thần châu các tu sĩ kinh ngạc, bỗng nhiên có người mở miệng, khẩu khí cực kỳ khó tin. Không sai, nhìn trận chiến này tiểu ma đầu kia tất nhiên là hung phong vô địch, nhưng người ngăn cản hắn thực không có cao thủ ra dáng nào, thực lực tối đa là đạt đến trăm trảm tam cảnh mà thôi. Những thần tử đạt đến trảm ngũ cảnh trở lên trong truyền thuyết kia một cái đều chưa hiện, là hắn quá may mắn hay là căn bản không như chúng ta tưởng tượng, những thần tử kia căn bản là không có ở chỗ này.
Rất nhanh đã có người mở miệng. Các tu sĩ thần châu không phải là người ngu, đang khi quan chiến đã phát hiện không ít mánh khóe. Chẳng lẽ tiểu ma đầu kia lại có khả năng biết trước? Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại anh em vào tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.